thì tài xế nào di chuyển trên đường đều sẽ gặp phải nỗi lo vượt quá tốc độ, bị camera phạt nguội, biển báo giao thông bị che lấp, dẫn đến những lỗi vi phạm ngoài ý muốn. Vậy nên iCar Việt Nam đã trang bị phần mềm cảnh báo tốc độ, camera phạt nguội, biển báo giao thông trên tất cả các thiết bị màn hình Android. Các thiết bị đều có nguyên lý cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trước khi xe di chuyển đến nơi có biển báo từ khoảng cách tối thiểu 150m. Màn hình Android Eleview S4 liền camera 360 và Android Bose Eleview D4 hiện đang là hai sản phẩm hot nhất của iCar Việt Nam với rất nhiều tính năng hữu ích. Với giá cả phải chăng, chế độ bảo hành, hậu mãi cực tốt, đây sẽ là giải pháp giúp nhiều tài xế tự tin hơn khi đi đường xa, tránh tiền mất tật mang.